Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. Trường 56, đồng đội như heo toàn gây chuyện. Liên dụ không hiểu vì sao mình bị mắng, bụng cũng ôm cục tức, thấy nàng đã sắp ra đến cửa, hắn vội bước tới vài bước nắm lấy cổ tay Phương Uyển Chi, ta không có. 27 năm qua hắn chưa từng trêu đùa ai, giờ mới thích được một người, sao có thể đẩy nàng đi được. Hắn biết trong chuyện này có hiểu lầm, đang muốn mở miệng giải thích thì Phương Uyển Chi đã đi thẳng ra ngoài, hai người nói qua nói lại một hồi, mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc. Phải nói là liên dụ không biết thương hương tiếc ngọc, hắn cũng không hiểu cách dỗ dành một cô nương, đến khi giận lên lại thành nói bậy lúc này phương đại cô nương đã tức giận ngập trời, đâu còn quan tâm hắn nói gì nữa, nàng moi một túi nhỏ trong người ra, lấy một đống ngọc bội châm cài nhét vào ngực hắn. Đồ đạc của ngài trả lại cho ngài, hai người chúng ta thanh toán xong. Cây châm còn chưa cầm chắc đã len qua kẽ giữa ngón tay rơi xuống đất. Nó được làm bằng ngọc, vừa rơi đã vỡ thành hai đoạn. Phương Uyển Chi sững sờ, liên dụ cũng thất thần. Cây châm này là lúc họ đi qua Liêu Thành, thấy một cửa hàng đồ trang sức, Phương Uyển Chi chọn màu sắc và hoa văn, chữ thượng tình phu thê là liên dụ tự tay khắc. Liên dụ giận Phương Uyển Chi không để cho hắn có cơ hội giải thích, giờ lại thấy nàng ném món đồ này mới bực bội thốt một câu, nàng thích làm gì thì làm, đừng có ném tới trước mặt ta, ta nhìn cũng thấy chướng mắt. Sau khi nói xong hắn lại thấy hối hận ngay lập tức, bởi vì đôi mắt của Phương Uyển Chi đã hồng ửng, nước mắt đảo quanh, vô cùng đáng thương hắn luôn cuống bước lên trước định ôm nàng vào lòng trấn an, nào ngờ vừa đưa tay lên đã bị nàng đánh một cái. Phương Nguyễn Chi nói, nhìn chướng mắt sao, tốt lắm. Nàng nói hai lần chữ tốt, rồi không liếc hắn thêm lần nào nữa, vén váy leo lên xe. Lần này liên dụ không đuổi theo ra ngoài, hắn đứng ngẩn người trước cửa như cọc gỗ, mãi đến khi bị bị đứng đằng xa xem náo nhiệt đủ rồi tới vỗ hắn hai cái mới hoàn hồn. Hắn nói, gọi bà tử đang làm nhiệm vụ trong phủ tới gặp ta. Liên Dụ thường xuyên không có ở Ngọc Trần Phụng Nguyền, lúc công vụ bề bộn hắn sẽ sắp xếp bà tử lo chuyện quét tước trong nhà. Các nô tài trong nhà đều đã ở nhiều năm trong phủ, biết rõ các quy củ, cho nên ngày thường không hay nói nhiều, chỉ có duy nhất bà tử ở phòng thu chi, tên là Tôn Kim Hoa. Lúc trước bà hầu hạ bên cạnh liên lão ra, giờ đã ngoài 50, không còn tinh mắt như trước, nhưng tay chân vẫn còn khá nhanh nhẹn. Liên dụ mấy ngày liên tiếp đi qua đi lại giữa cửa hàng và triều đình, bà vẫn chịu trách nhiệm quản lý việc trong nhà. Trước đó vài ngày Phương Chính có tới đây một chuyến, nói là muốn nhìn tranh vẽ cô nương nhà mình. Tôn bà tử cũng biết tiểu chủ tử nhà bọn họ hay vẽ tranh, người đến lấy tranh cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên bà không chú ý, xoay người vào bát bảo các lấy một cuốn mang ra. Bức tranh này quả nhiên đã vẽ xong, mỹ nhân xinh đẹp, tức giận nũng nịu, rõ ràng là không thể sinh động hơn được nữa. Phương Chính cầm bức họa trong tay, không rõ có tư vị gì. Lần này ông đến vốn là để thử. Phương Uyển Chi và Liên Dụ ở cạnh nhau lâu như vậy, ông không tin một nam nhân có thể mang một nữ nhân mà mình không hứng thú cùng nhau đi trời Nam Biển Bắc. Lần này từ Miêu Cương trở về, tới ông mà cũng thấy Phương Uyển Chi vui vẻ ra mặt. Thỉnh thoảng còn ngồi ngần người, cười ngây ngốc. Ông thấy cứ tình hình này, đến 10 phần 2 người đã là tình nhân. Nhưng mà chờ trong phủ mãi vẫn không thấy động tĩnh các cậu ấm trong thành vẫn hay chơi đùa, Phương Chính đương nhiên là hiểu rõ. Người như Liên Dụ có khi cũng chỉ trêu chọc Phương Uyển Chi mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vài ngày, ông lại nhớ tới bức tranh kia. Bức tranh vẽ Phương Uyển Chi này rất đẹp, nếu như Liên Dụ có ý thu nàng vào phòng, thì sẽ không đưa bức họa đó ra. Còn nếu không, thì sẽ đưa thoải mái. Bây giờ bà tử không nói hai lời đã mang tranh ra, trong nháy mắt, lòng Phương Chính như có cục đá rơi tõm xuống mặt nước bọt nước tứ tung. Ông nghĩ một lát vẫn thấy không cam lòng, nhịn không được hỏi. Lúc trước các lão đồng ý giới thiệu cho ta một hộ, không biết là ai vậy. Tài của bà Tôn Kim Hoa không tốt lắm, vừa phơ chăn đệm trong viện vừa nói, gốc cây hoa vẽ trong tranh là ở trước viện kia kìa. Phương Trình thấy nói chuyện với nàng hết sức lao lực, ông nhíu mày nói lại lần nữa, không phải cây, ta hỏi là liên đại nhân giới thiệu cho khuê nữ nhà ta một hộ, lần trước chúng ta đã trao đổi rồi là quan tam phẩm trong chiều tôn kim hoa gầy gầy trong lỗ tai hai cái nhưng vẫn chưa nghe rõ hỏi gì chỉ nghe được quan tam phẩm cho nên cứ thế trả lời vì quan tam phẩm đó không phải là thái thường tự thiếu khanh sao tên là gì nhỉ là lô văn miểu tên này từng bị liên dụ đánh cho nên mỗi lần đi qua đại trạch liên gia đều phải đi đường vòng chẳng có tiền đồ gì cả bà cũng muốn giữ phương chính ở lại lâu thêm vì ngày thường hiếm có ai nói chuyện với mình, nhưng tâm tư của Phương lão bản nào còn ở đây nữa, nghe mấy câu này xong mặt mày trầm xuống, bước thẳng ra khỏi viện. Sau khi về đến nhà, Phương chính gọi Phương Uyển Chi vào, ông cũng không nói gì, chỉ bảo nàng chuẩn bị một chút, qua hai ngày nữa ông sẽ đem bức hỏa tới đưa cho Lô Văn Miểu, đó là con của quan tam phẩm, dù không có thực quyền gì nhưng cũng đã không tệ, ông bảo nàng ổn định chờ gà đi, đừng nghĩ gì bậy bạ nữa. Phương chính suy tính một hồi lại thành ra vô ích, bực bội không chịu được, về phần Phương Uyển Chi nghe mấy lời này xong có đau lòng hay không, ông không muốn quan tâm. Mà sự thực chứng minh, Phương đại cô nương quả nhiên không khóc lóc mưa gió, bởi vì nàng chỉ lao tới mắng liên dụ một trận, sau đó đóng sập cửa phòng đập phá. Cùng lúc đó, một người khác đứng ở Ngọc Trần Phụng Uyển, tâm tình không tốt hơn chút nào. Liên dụ nghe Tôn bà tử kể lại, chuyện mà bà nói nhăng nói cuội, nhưng hắn vừa nghe đã hiểu, bàn tay gõ bên cạnh bàn, ý bảo bì bì dẫn người đi. Ôm vương thủ tài ngồi trên ghế cao chân, trước mắt hắn đều là hình ảnh phương uyển chi hốc mắt đỏ ửng kìm lại không để nước mắt rơi xuống, mày nhíu thành một chữ xuyên. Ngày thu hoa quế nở đầy, hiếm lắm mới có khi hoa quế ngọt như vậy. Phương Uyển chi thích mùi của hoa quế, hàng năm nàng sẽ ủ một bình rượu hoa quế dưới tảng cây. Năm nay trôn sang năm uống, nhưng mà năm nay, Nàng lại không có hào hứng chôn hoa, ngồi bên cái bàn vuông nhỏ dưới tàng cây, nàng bảo Thanh Liễu rót cho mình một chén rượu ủ năm ngoái. Nàng ít khi uống rượu, lâu lâu mới ngẫu nhiên uống một chút. Cầm chén rượu nhỏ trong tay, nhìn cái bóng mình trong chén, Phương Uyển Chi đột nhiên lại thấy thực sự rất buồn cười. Nàng không có nương chăm lo, bên cạnh ngoài Thanh Liễu chỉ mới hơi lớn lớn thì không còn một người nào. Trước đến giờ nàng không cảm thấy sao? nhưng giờ lại cảm giác như đè nén, nếu có một người ngồi bên nghe nàng nói thì tốt biết mấy, nàng cũng không muốn khóc, không muốn la hét đòi chết. Ngày đó ở Ngọc Trần Phụng Huyền, nàng cũng muốn khóc lóc om sòm, nhưng rồi lại thấy vậy không ra dáng, cho nên nhịn cho tới bây giờ. Bây giờ nhớ lại, nàng thực sự rất hối hận khi không nhéo tai lên dụ Hôm qua, nàng nhận được một phong thư hắn viết gửi tới trong thư cũng giải thích rất cẩn kẽ chuyện vì sao bức tranh bị trả về nói nàng đứng tức giận từ đầu tới cuối chỉ như thuật lại một câu chuyện không nịnh nọt không dỗ dành thậm chí cuối bức thư hắn còn không sợ chết thêm vào một câu hôm đó nàng dữ quá nhưng mà hy vọng khi nàng thấy bức thư này tâm tình sẽ khá hơn nhưng mà khi Phương Uyển chi nhìn thấy phong thư này tâm tình cũng không truyền tốt nàng chỉ muốn giết chết liên dụ mà thôi còn phải ném thẳng bức thư này lên mặt hắn có kiểu xin lỗi mà mặt cũng không chịu lộ ra như vậy sao? Nàng là có cái à, nàng có thể ăn hắn à? Tiểu Ca đưa tin vẫn vui vẻ đứng ở cửa sau, hỏi thăm cô nương có muốn đưa thư không để hắn đưa về. Phương Đại cô nương lắc đầu, vo tròn bức thư kia ném thẳng ra ngoài, rồi bảo Thanh Liễu ra sau bếp đưa cho hắn cây dao phay. Giờ nàng chỉ muốn chặt chém tên kia thôi. Lúc Bỉ Bỉ leo từ tường hậu viện của Phương phủ bước vào, Phương Uyển Chi đang ôm sợi dây thừng trên tảng cây khóc lóc ầm ý. Nàng đâu có muốn chết, cũng không muốn khóc, nhưng trong lòng lại nghẹn khuất, muốn hét lên, nội dung nàng hét đại khái chỉ là liên dụ vô liêm sỉ khốn khiếp, viết thư lừa gạt lão nương, nếu hắn bước tới trước mặt lão nương, ta sẽ chém cho hắn thành mấy đoạn. Bì bì lén lút đứng trong góc, không dám nói cho nàng biết viết thư chính là chủ ý mà hắn đề ra. Đối với việc dỗ dành một nữ nhân đang tức giận, cả hai chủ tớ nhà này đều bó tay toàn tập. Nhưng mà bị bì, bì tự nhận là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, sung phong nhận việc tra cứu sách vở, nữ tử và tiểu nhân là khó chịu nhất, gần vô lễ, xa thì oán trách, nói có sách, mách có chứng. Hắn thấy vào lúc này liên dụ nên giữ khoảng cách với phương uyển chi cộng thêm đối phương giờ đang nổi nóng, dây trắng mực đen đã ghi rõ ràng, không gặp thì tốt hơn. Liên dụ cũng đồng ý nghe theo ý kiến của bì bì, chẳng qua đến khi cầm về một cây dao phay, hắn trực tiếp ném thẳng bì bì ra ngoài viện. Khi phương đại cô nương nhìn thấy bì bì tiến vào, nàng bước xuống ngồi lên ghế. Vừa nói thanh liễu dâng trà, vừa đưa một miếng bánh đào mời bì bì ăn, lễ nghi hết sức chu toàn. Nhưng mà bì bì nhai nhai miếng bánh trong miệng lại thấy có lỗi với nàng quá. Trong đầu suy tính, hắn thấy tư duy của nữ nhân hình như rất khác nam nhân. Cho dù bây giờ hắn nói chủ ý viết thư này là do hắn nghĩ ra, gia của hắn cũng không thể tránh được trách nhiệm, ai bảo không có chủ kiến của mình, hắn nói viết thì mình viết thật, đó đã là không đúng rồi. Trong chuyện tình cảm liên dụ giống như quả hồ lô vậy, trong lòng thì nghĩ rõ ràng rành mạch, nhưng ngoài miệng lại nói nhăng nói cuội. Nếu cứ rằng coi như thế cũng không phải là chuyện tốt, không bằng mình tác động vào người nóng tính trước. Nghĩ xong, bì bì tự cho là mình đã hiểu, lau lớp vụn bánh đào trên khóe miệng, hắn nói với Phương Uyển Chi. Phương đại cô nương, ta nói cho cô nghe chuyện này này. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 57, A Đào, nàng mang dao tới làm gì? Bì bì đem chuyện liên dụ hôn trộm Phương Uyển Chi nói ra hết. Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản. Hắn sắp phải đi hành sơn làm nhiệm vụ, cho nên dù Liên dụ có biết là do hắn nói, người kia cũng không làm gì được mình đương nhiên trong chuyện này còn có một ẩn ý khác hắn muốn xem náo nhiệt vì chuyện này mà hắn từng bị liên dụ đánh nhiều lần giữa hai người cũng không còn tồn tại tình hữu nghị chủ tớ nữa rồi trong lòng bì bì nghĩ nếu hai vợ chồng ngày ngày tương kính như tân bỗng một hôm lại cãi nhau nếu không làm hòa được sẽ bị chia năm sẻ bảy liên dụ và phương uyển chi không giống như vậy từ khi hai người họ biết mặt đã bắt đầu cãi nhau lúc là nhân tình cũng đánh nhau tới mức gà bay chó sủa, cho nên bây giờ dù có đánh cũng không tan được. Nghĩ như thế, Bì Bì kể hết câu chuyện về một công tử bị ổi đã hôm trộm tiểu cô nương ngủ say cho nàng nghe hết. Sau khi nói xong, hắn thấy hết sức nhẹ nhàng vui vẻ, về phần liên dụ có vui vẻ hay không, hắn vội nhìn sắc mặt của phương đại cô nương một chút. Ừm, um, chỉ có thể nói, tự cầu phúc đi. Hai ngày nay mí mắt phải của liên dụ nháy không ngừng, sống lưng tự nhiên lại thấy lạnh như thể có người nào đang trừng mắt sau lưng hắn từ sau lần đưa thư hôm trước cộng thêm con dao phay phương uyển chi gửi tới mí mắt phải của hắn cũng nháy nháy một hồi trong lòng hắn vẫn muốn tự mình nói chuyện với phương uyển chi nhưng không biết vì sao mấy ngày gần đây trong chiều bao nhiêu là việc không để cho hắn chút thời gian nào đương nhiên liên dụ cũng phải thừa nhận trong bụng hắn vẫn thấy có phần không phục cái suy nghĩ không phục này, giống như thời kỳ phản nghịch của thiếu niên, luôn luôn cố chấp. Hắn thấy mình đã nhận sai, mà đối phương lại vẫn gây sự tiếp, trong lòng cũng không biết phải dỗ dành thế nào, hắn bó tay toàn tập. Mỗi ngày sau khi làm xong việc, về đến phủ cũng đã khuya, liên dụ nhìn thức ăn trên bàn một lượt. Không biết là hương vị gì, hắn sờ sờ lưỡi dao kia, tự nhiên lại mong nàng đến đây chém hắn hắn đã nói xin lỗi, Phương Uyển Chi lại còn hung dữ như vậy, ngay cả cây châm kia cũng đập gãy. Nghĩ tới đây, liên dụ thở dài một hơi, bóng lưng buồn bã ỉu xìu. Chen chúc giữa một đám người mặc quan bào, cả người hắn đều giàu dĩ, như thể sống thế cũng đủ rồi. Liên dụ phải thừa nhận, không có Phương Uyển Chi cào nhào, cuộc sống của hắn không còn như ngày thường nữa. Vậy thì 27 năm trước hắn đã sống ra sao? Thân thể của Lưu Nguyên Đế không được tốt, lúc lâm chiều cũng thường xuyên ngáp dài. Ông không muốn thừa nhận mình đã tuổi cao, còn thường xuyên ăn linh đan do Khương Hoàng hậu luyện cho. Liên dụ biết rõ đó không phải thứ gì tốt, nhưng hắn cũng không thể lên tiếng. Bởi vì toàn bộ triều đình đại thế đã định như vậy rồi, thân thể Lưu Nguyên Đế rồi sẽ có một ngày yếu đi. Ông lại nghĩ đan dược mà Khương Hoàng hậu đút cho mình có thể cứu mệnh gì đó, cho nên cứ uống bởi vì ông là quân chủ, bởi vì ông có quyền sinh sát trong tay, cho nên cho dù lúc này ông làm chuyện ngu muội như đám thôn dân thờ phụng la bàn nhi, không ai dám mở miệng nhắc nhở. Không có ai dám làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của mình, các quan lại trên chiều không làm, liên dụ lại càng không. Đứng một hồi, các cựu thần tiếp tục ca công tụng đức, vẻ mặt của hoàng đế vô cùng nghiêm túc, nhìn không hề giống một người bệnh tính nguy kịch, dù sao được chăng hay chớ mọi người sống yên ổn là tốt rồi. Lưu Nguyên Đế nói, Liên Dụ, vụ án nhà xưởng diệt may ở Kinh Châu giao cho ngươi thẩm án. Về chuyện mấy thư sinh làm loạn vài hôm trước, xử cửu tộc đi. Liên Dụ tiếp chỉ, nhưng lúc nghe câu đó thì nhíu mày hỏi. Gần đây không phải người đang muốn tế tự sao? Dính nhiều máu tanh như vậy không tốt lắm. Lưu Nguyên Đế suy nghĩ một lúc, cơ thể ốm yếu tựa lên ghế rồng. Vậy thì đầy đi quan ngoại đi, nhưng đầu của Diêu Thế Ninh vẫn phải chém, còn chuyện xét nhà thì ngươi cứ làm đi. Hữu tướng Trương Tư Trung đứng bên phía dưới co rút khóe miệng, mấp máy nửa ngày, cũng không dám nói với Lưu Nguyên Đế. Mỗi lần lên dụ xét nhà đều biển thủ không ít bạc, phần dư lại mua đồ ăn vặt, trên thực tế báo về căn bản không thừa nổi bao nhiêu. Nhưng mà mấy câu này ông đâu dám nói, bởi vì ông đã từng nói một lần, cho hộ bộ đi điều tra kỹ từng khoản, nhưng chưa từng phát hiện có sai sót. Lúc đó ngoài trương tư trung ra, không ai dám tìm tật xấu của liên gia. Mấy chuyện xét nhà này hình bộ và hộ bộ cùng nhau đốc thúc, ngày thường liên gia hiếm khi bộc lộ tài năng, cũng không qua lại mấy với quan lại trong chiều. Sau một hồi điều tra làm rõ, ông cũng không tìm ra chút sơ hở nào. Trương Tư Trung biết rõ, đây không phải người ông có thể chọc được. Bởi vậy, cho dù mỗi lần đều đỏ mắt nhìn liên dụ xét nhà, hắn cũng không có cách nào hơn. Sau khi hạ chiều, Trương Tư Trung đi tới bên trái liên dụ, lễ bộ thượng thư cố thụ ngôn đi bên phải, Trương thư Trung ho một tiếng vờ nói. Lần này đi với Lan Khanh đúng là chuyện tốt nhỉ, trong liên phủ lại có thêm mấy món đắt giá rồi, nghe đâu chuyện xưởng dệt ở Kinh Châu kia cũng là bị oan, con cọp lại lệnh cho con kiến đi dọn gạch, cuối cùng chịu tội vẫn là con kiến nói xong còn hừ hừ trong mũi hai tiếng. Liên đại nhân kiếm được không ít bạc, nhưng danh tiếng lại không phải tốt đẹp gì. Người mới còn trẻ như vậy. Ồ, liên dụ gật đầu so với việc già rồi mà tiền và thanh danh cái gì cũng không tốt, ta vẫn thích bạc hơn. Sau đó hắn lại chỉ cái nhẫn trên ngón tay cố thụ ngôn nói, cái này mấy ngày trước ta thấy trong cửa hàng có một cái, nếu ngài không có bạc mua mới, chờ ta về nhà sẽ đưa cho ngài cái mới nhé. Làm quan không có mấy ai bàn tay sạch sẽ. Có thể ngồi lên vị trí quan lớn, đừng nói đến lương tâm, ai cũng ham hố tham thiếu mà thôi. Liên dụ không muốn nói những người này là vô liêm sỉ, bởi vì nói thế, hắn cũng cực kỳ vô liêm sỉ. Đại yển trên lương bất chính, trụ cột siêu vẹo, nếu muốn sống ngay, bản thân mình cũng không yên ổn. Liên gia cũng thường xuyên cứu tế, cái mà hắn ngăn được cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Nếu là ngày thường, hắn chẳng muốn chấp nhặt với mấy ông lão này. Bởi vì như vậy có vẻ không có phong cách, cộng thêm dung mạo mấy người này không hề đẹp, hói đầu chọc lóc, nhưng mấy ngày gần đây tâm tình của Liên Đại Nhân rất không tốt, cho nên lời nói ra cũng rất không xuôi tai, mặc dù bình thường đã vốn không dễ nghe rồi. Cổ thụ ngôn bị nói đến không còn mặt mũi, đang định mở rộng trường giả dạy dỗ hậu sinh, dù sao hai người cũng là quan nhị phẩm trong triều trương tư trung muốn dạy dỗ liên dụ nhưng ở nơi này có ai có thể trị được nhị thế tổ này chắc trên đường lớn xuất hiện một bóng người thướt tha vóc người rất đẹp mày liễu mắt hạnh mày ngài gò má hồng hồng ưng ửng có lẽ nàng vừa chạy tới hoặc là bị chọc tức cho nên mới đứng giữa đường như thế liên dụ đương nhiên cũng nhìn thấy hắn ngẩn người một lúc a à, đào sau đó lại nhìn trái nhìn phải một lượt. Nàng mang dao tới làm gì? Nữ tử tên A Đào cũng không thèm nhìn hắn, nàng xoay người đi thẳng trên đường, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, "Ngài lăn ra đây cho ta." Liên dụ cảm thấy Phương Uyển Chi muốn chém hắn thật, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn rất vui. Nàng muốn hắn tới, hắn sẽ ngoan ngoãn tới, đôi mắt dán chặt lên người nàng, không buồn để ý xem có ai đang nhìn không. Cứ thế nhẹ nhàng bước đi. Phương đại cô nương bên này lửa giận đã sắp lên tới đỉnh đầu. Đúng là nàng thích khóc lóc giả chết, nhưng từ trước tới nay luôn biết giữ chừng mực, không bao giờ làm loạn. Lần này cũng bị Liên dụ làm nàng tức quá. Không vì cái gì khác, chỉ vì một câu đơn giản hắn cũng chưa từng nói với nàng. Lần này đúng là Liên dụ đã giải thích rõ ràng, nàng không trách hắn nhưng nàng vẫn hy vọng hắn có thể cho mình một lý do để an tâm. Khi còn bé nàng đã mất mẹ, lớn lên bên cạnh một người cha như vậy, nàng luôn không có cảm giác an toàn. Liên dụ lại quá mức tùy tính, mặc dù ngoài miệng Phương Uyển Chi không nói, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy sợ. Hai người thân mật một thời gian dài như vậy, chuyện nên làm cũng đã làm, chuyện không nên làm cũng chỉ còn một bước lao súng cướp cỏ kia thôi, ngay cả một câu thích nàng, hắn cũng chưa từng mở miệng. Phương đại cô nương chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. nàng tìm khắp thoại bản cũng không tìm ra một nam chủ nào có tính tình như liên dụ vậy. Lần trước đúng là nàng giận, không chỉ vì hắn tránh không gặp nàng, mà còn vì một câu để nàng an tâm hắn cũng không thèm nói. Hôm qua bì bì chạy tới nói liên dụ từng hôn trộm nàng, hơn nữa lúc đó trong lòng không biết có thích nàng hay không, thấy thua thiệt cho nàng, nên mới tặng cây châm quý giá đó phương uyển chi liền nghĩ tới chuyện ở nhạn nam liên dụ cũng đưa hết bạc cho nàng đột nhiên nàng lại thấy sợ liệu có phải vì hắn thấy mình đã chiếm tiện nghi của nàng cho nên đưa bạc đuổi nàng đi con người cũng sẽ có lúc suy tính thiệt hơn phương uyển chi cũng thế lúc chính miệng cha của nàng nói liên dụ sắp xếp cho nàng với một vị quan tam phẩm thái thường tự thiếu khanh tên là lô văn miểu trái tim nàng đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhìn bức thư mà hắn gửi cho nàng, Phương Uyển Chi chỉ hận không tát lên mặt mình vài cái. Sao mình lại thích hắn đến thế chứ? Tâm tư Phương Uyển Chi dối ren trăm vòng, sắc mặt tất nhiên là không tốt. Liên dụ nhìn xem, vừa định nói đã thấy nàng hỏi lại. Phát bổng lộc rồi sao? Liên dụ cũng mơ màng gật đầu. Phát rồi phát khi nào trưa hôm qua sau đó phương uyển chi không nói gì nữa khoanh tay lại như chờ đợi thấy liên dụ đang ngẩn người ở bên này thì nàng nhấn mi sao thế không phải mỗi lần ngài chiếm tiện nghi của ta xong đều muốn đưa bạc sao lần này lại không đưa bạc à liên dụ vội vàng tháo hà bao bên hông đưa cho nàng một câu cũng không dám nói trong lòng hận chết bì bì hận không thể giết chết hắn ta ban đầu hắn còn không phục lắm nhưng giờ cũng mất hết cả kiêu căng chờ một lát mà phương uyển chi vẫn không cầm hắn nói bổng lộc không được bao nhiêu nếu nàng muốn mua đồ thì đến phòng thu chi có rất nhiều đều đưa nàng cả phương đại cô nương liền nở nụ cười sao ta lại dám lấy bạc của liên dụ ngài chứ hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngài một câu ngài có từng có chút tình ý nào với ta không hay chỉ trêu chọc ta thôi phương uyển chi ta chỉ là một cô nương bình thường nhưng vẫn là hoàng hoa khuê nữ chưa cưới gả giờ ta cũng không cần mặt mũi nữa ta chỉ muốn hỏi ngài một câu rốt cục ngài có thích ta không ánh sáng mặt trời buổi sớm rơi trên mặt đất chiếu lên người nàng như tạo thành một viền vàng nhạt giống như một vị nữ tướng quân mạnh mẽ uy phong liên dụ chưa từng thấy nàng như thế cho nên nhìn đến sững người như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vĩnh viễn cùng tháng năm hắn nghĩ có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên được cô nương thẳng thắn trước mặt lúc này phương uyển chi cũng nhìn hắn nhưng trong lòng lại khác bởi vì hắn không trả lời nàng lòng nàng đau muốn chết nàng lùi hai bước đôi mắt mờ nước nàng định xoay người rời đi nhưng cuối cùng lại dừng lại đưa tay nhéo lên lỗ tai của liên dụ đúng lúc đó nàng lại nghe hắn nói phương uyển chi ta muốn cưới nàng ta đã nghĩ từ rất lâu, chưa từng do dự, cũng không hề dao động. Chỉ muốn cưới nàng, lấy nàng mà thôi. Thói quen từ trước tới nay vẫn tự mình sắp xếp tất cả, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn nói, xin lỗi nàng, là ta không tốt, đã làm nàng đau lòng đến thế. 28 tháng 9 năm 2015 21 giờ 17 phút 20 giây, 17 triệu 332.610. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Chương 59 cộng 50 vạn lượng lễ hỏi. Liên dụ nói đưa lô đại nhân ra ngoài xong cũng không thèm quay lại nhìn hắn. Chén trà thơm được hắn đào đào trong tay, thỉnh thoảng chụp chụp cái nắp hai cái. Đại sảnh rộng lớn vang lên tiếng kêu rên của Lô Văn Miểu. Lô Văn Miểu vốn không thông minh nhưng nhìn Phương Uyển Chi ngồi bên cạnh liên dụ, không hiểu cũng phải hiểu, hắn khóc dòng, các lão tha mạng, hạ quan biết rõ quy củ rồi. Lần sau không dám nữa. Trong lòng hắn lại cực kỳ hận phương chính, nếu không phải ông ta đưa bức tranh kia tới, hắn đâu phải chịu phần vạ này. Không có liên dụ ở đây hắn đã bổ nhào qua túm tóc ông ta rồi. Phương chính ở bên này cũng không tốt hơn Lô Văn Miểu là mấy, tuy không bị đánh nhưng nghe tiếng la khóc cộng thêm tiếng tát, chân ông cũng sợ tới run rẩy liên đại nhân uống trà xong tựa người trên ghế lười biếng hỏi phương lão bản có hiểu quy củ không tay áo phương chính run lên vội đáp hiểu hiểu giờ ta sẽ mang tiền biếu trả lại cho lô đại nhân liên dụ liền gật đầu phất tay bảo cấm vệ rút lui rồi nói với lô văn miểu gần đây ta rất thích đi trà lâu nghe kể chuyện ở đó còn biết được rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám trong đại trạch nhiều vị quan trong triều ta thích nghe chứ không thích người khác sắp xếp ta hiểu chưa? lô văn miểu rất lắm lời trong chiều có chuyện gì hắn sẽ mang ra ngoài truyền bá đầu tiên liên dụ không quan tâm tới thanh danh của mình không có nghĩa là để cho phương uyển chi bị người ta rèm pha đây mới là ý của việc học quy củ lô văn miểu xoa đầu sao dám nói chữ không được khuôn mặt đầy bụi đất cười cười liên tục đảm bảo mình sẽ giữ miệng kín như bưng liên dụ xoa xoa đầu hắn một cái cho qua lô văn miểu được đại xá vừa thở dài vừa bỏ chạy tòa nhà phương phủ rất lớn cũng là phú hộ trong kinh phương lão bản tuy không có danh tiếng trong quan trường nhưng cũng là nhân vật lớn trong giới hắn tự nhận mình am hiểu lòng người đối nhân xử thế cũng rất lão làng nhưng trước mặt tên hậu sinh liên dụ này lại không thể bày ra vẻ trường giả được Phương chính vẫn thấy liên dụ còn khá nhỏ, tướng mạo cùng lắm chỉ mới hơn 20, như thiếu niên thôi. Nhưng nào có thiếu niên nào quái đản như thế, khiến cho ông không biết phải nói chuyện với nhau kiểu gì. Giống như hiện tại, người kia mặc áo quan màu hồng thêu hạc, ngọc đái nhị phẩm, trên đỉnh đầu là lương quan. Ai mà nghĩ hắn 27 tuổi không, cứ như cựu thần nội các. Lỗi lạc thì cũng lỗi lạc, quý khí cũng có phần quý khí. Nhưng khuôn mặt này trẻ quá, không hề giống quan nhân. Ông lại liếc mắt nhìn Phương Uyển Chi bên cạnh, khuôn mặt cũng khá trẻ con, bộ dạng thì không phải nói, nhưng tính tình thì y như mẹ ruột của nàng, quật cường tận xương, lại còn hay khóc lóc. Nhưng Phương Uyển Chi lại rất hiểu nguyên tắc, giống như chuyện Lô Văn Miểu vừa rồi, nàng không ngăn cản, cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đó, giờ mới nói vài câu với Liên Dụ hai người này nhìn qua cũng không phải tình cảm thắm thiết lắm bên chân của phương uyển chi là con mèo ú trên cổ buộc một sợi dây thừng có vẻ là cực kỳ không tình nguyện khi bị đẩy ra ngoài bốn chân quỳ dạp trên mặt đất mặt mày nhăn nhó trong lòng phương chính lẩm bẩm một hồi sau đó lặng lẽ kéo phương uyển chi lại ông phải hỏi rõ chuyện của hai người này đã chỉ là vừa kéo liên dụ đã liếc mắt nhìn sang rồi đưa tay lôi phương uyển chi về lại trên mặt như viết mấy chữ, người này là của ta, ông đừng có động vào nàng. Phương Uyển Chi buồn cười, cũng không ngồi cùng hắn nữa, nàng nhìn thấy Thanh Liễu đang đứng bên ngoài liên tục nhón chân nghển cổ nhìn vào bên trong, cũng biết mình không về nhà nửa ngày, nhất định đã làm nàng ấy sợ. Cho nên Phương Uyển Chi buông tay liên dụ ra, bước tới an ủi người kia. Thanh Liễu cứ tưởng tiểu thư chạy tới cửa thành để chém liên dụ nữa chứ phương uyển chi nghĩ thanh liễu cần an ủi nhưng đâu biết phương chính cũng khẩn cầu nàng ở lại lắm nàng vừa ra khỏi phòng bên trong chỉ còn lại ông và liên dụ ông ngồi im không dám nói gì được một lúc thì thấy liên dụ vẫy tay ông vội cúi người bước tới khom lưng hỏi các lão có gì dặn dò liên dụ lắc đầu thật ra hắn không thích phương chính nhưng nến muốn cưới phương uyển chi hắn không thể không gặp ông ta vài lần hắn nói ta không có dặn dò gì chỉ định để phương uyển chi chuyển tới nhà ta ở cho nên muốn thông báo với ông một tiếng phương chính không chút do dự liền gật đầu được ta giúp ngài chuyển đi thực ra chúng ta cũng không cần danh phận gì nếu ngài thích ông định nói đưa phương uyển chi vào làm thiếp thắt cũng đã tốt lắm rồi chỉ là sợ lời này sẽ chọc giận liên dụ cho nên không dám mở miệng nhưng ông không nói, Liên Dụ lại giành nói trước. Hắn nói với phương chính, "Ta muốn cưới Phương Uyển Chi, cưới hỏi đàng hoàng." Sau khi nói xong lại thấy khá hoang mang, bởi vì hắn chưa cưới bao giờ, cho nên không biết có phải nên nói vậy hay không nữa. Liên Dụ ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói, "Lễ hỏi là ba cửa tiệm và một kho bạc tư, nhưng không phải đưa cho ông, mà sẽ ghi tên của Phương Uyển Chi." Tam thư lục lễ ta sẽ cho người chuẩn bị, 50 vạn lượng vàng thật để ông dưỡng lão. Có lẽ ta sẽ không hiếu thuận ông, nếu như Uyển Chi phải về nhà thì ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù nói như vậy nhưng Liên dụ cũng không phải quá ghét Vương Chính, chỉ là hắn thấy người này không quá quan trọng. Lẽ thường vô thương bất gian, ông ta tính toán cũng không phải là có lỗi gì. Nhưng ông ta lại xem Phương Uyển Chi như một vật phẩm giao dịch đây là điểm mà hắn cực kỳ không thích phương chính nghe xong thì sững sờ lúc đầu sau đó là vui vẻ đến điên cuồng liên dụ muốn cưới phương uyển chi cưới hỏi đàng hoàng đó chính là nhị phẩm phu nhân đó mà ông là cha của phương uyển chi chính là nhạc phụ của lan khanh đó liên dụ là quan lớn ông cũng là nhạc phụ của quan nhị phẩm không cần phải nghi ngờ gì nữa cả trời hoàng kim như rơi thẳng vào mặt nhưng những gì Liên Dụ nói ông cũng hiểu, muốn vui cũng không vui nổi. Hắn muốn phân rõ giới hạn với ông. 50 vạn lượng vàng thật không phải là số lượng nhỏ, đừng nói là dưỡng lão đời này, đến con cháu đời sau cũng đủ sống tới già. Nhưng thỏa mãn nhất vẫn là có được người con rể như Liên Dụ. Đầu óc Phương Chính quay lòng vòng, vừa nghĩ tới quan hệ của hai người sau này, trong lòng bỗng nhiên lại thấy mình cao hơn cao đến mức ông đã nghĩ muốn để người ngồi đằng kia đứng dậy, có con rể nào mà ngồi thế không? Bởi vậy, ông cũng bưng chung trà ngồi đối diện liên dụ, vỗ vỗ bắp đùi. Này, liên đại nhân à, dù sao lão phu cũng là cha ruột của Uyển chi, liên đại nhân nói vậy cũng quá là khách khí rồi. Bạc lão già này có thể không cần, chỉ cần Uyển chi gả đi không chịu uất ức là được rồi. Bộ dáng như vậy nhưng thật không ra thể thống gì liên dụ là quan lớn thứ dân ngồi ngang hàng với quan nhị phẩm phương chính đang ỉ lại vào thân phận mới và vị trí của phương uyển chi trong lòng liên dụ ông biết rõ nếu không phải rất thích liên dụ sẽ không cưới hỏi đàng hoàng mà liên các lão đối với chuyện người ta có tôn trọng mình hay không cũng không quan tâm cho lắm cho nên hắn không để ý đến việc thay đổi chớp nhoáng của phương chính lần này tiểu nhân hắn đã gặp nhiều phương chính cũng không phải là người khó coi nhất Ông nói không cần bạc, chính là cần quyền. Hắn chờ câu sau của ông ta. Quả nhiên, Phương Chính chép miệng hai cái miệng, nhẹ giọng nói. Uyển Chi có hai ca ca và một muội muội ngày thường vẫn hay chăm sóc nàng, đương nhiên bây giờ cũng không thể quên ơn những huynh đệ đó. Ngài là người thông minh, rất thông minh nữa, cho nên ta nói vậy, đương nhiên ngài sẽ hiểu. Liên dụ nhìn ông ta nở nụ cười, cũng không nói gì vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ. Phương Chính vừa nhìn thấy thế thì càng được voi đòi tiên, ông xoa xoa tay tiến đến gần, nói thẳng. Nhà chúng ta là thương nhân bán lương thực, ngày ngày ngoài việc làm ăn cũng không có thu nhập nào thêm. Nghe nói ngài có buôn muối đường lưỡng quảng, không chỉ trong thành mà trong quân doanh cũng có nhiều mối quan hệ. Hai đứa con trai của ta nếu nhậm chức ở Kinh Thành, dưới mí mắt của Thánh Thượng thì không tốt lắm, nhưng mà ngài là ai chứ, muốn cử ai làm gì, không phải chỉ nói một hai câu là được sao. Liên dụ bày tỏ là mình đã hiểu, gõ hai cái lên mặt bàn nói, lưu cố vào đây. Bên ngoài lập tức có cấm vệ bước tới. Phương chính nhận ra người này là thống lĩnh cấm vệ tam quân ở trong kinh thành, là con ruột của đại tướng Lưu Thịnh dưới trướng liên lão gia. Phương chính vừa nhìn thấy liên dụ gọi hắn vào, trong lòng đã vui như nở hoa ông nghĩ hẳn là muốn sắp xếp cho con mình đây mà nếu có thể nhận hai chức ở quân doanh thân phận và địa vị chắc chắn sẽ khác trước kia phương chính vội ân cần cầm lấy ấm trà pha thêm cho liên dụ liên dụ đưa tay cản lại lông mi rũ xuống gọi vài người vào bắt phương lão bản cho ta nắp bình trà phương chính đang cầm cũng rơi xuống đất ông hoang mang các lão ý ngài là gì vậy phương mỗ không ăn hối lộ không làm chuyện trái pháp luật huống chi ngài còn muốn uyển chi nhà ta liên dụ đặt hai tay lên bàn nghiêng đầu ừ một tiếng phạm hay không cũng phải nói một hai câu là xong ta cũng chỉ cần phương uyển chi mà thôi ông cũng biết ta là quan lớn ông nội còn là vương gia mà nhỉ lưu cố quả thật gọi cấm vệ đi vào phương chính không dám ngồi trên ghế vội vàng chắp tay lại liên dụ vừa rồi tiểu nhân mạo phạm, mong ngài đừng để ý, chỉ là nói đùa, nói đùa thôi. Thấy liên dụ không có ý kiến gì, ông lại vội vàng thêm một câu, tiểu nhân là người thô kịch, không đọc nhiều sách, nếu có đắc tội ngài thì ngài nể mặt uyển chi đừng chấp nhặt với ta. Liên dụ nhìn ông một cái, phương lão bản nói không sai. Hắn phất tay ý bảo lưu cố đi xuống. Cũng là cho phương chính một bậc thang đi xuống. Phương Chính lo sợ đứng bên cạnh nhìn hắn, rồi mới rè dặt hỏi một câu. Vậy ngài vừa mới nói 50 vạn lượng lễ hỏi. Liên dụ cúi đầu, lấy ngón tay vẽ vẽ từng vòng nhỏ trên bàn. Tìm Phương Chính nhói lên một nhịp, đắn đo rồi nói một câu, thực ra 40 vạn lượng cũng được. Liên dụ vẫn không nói gì. Ruột của Phương Chính cũng xanh hết cả. Nếu không thì, 30 vạn lượng uống trà đi. Liên dụ mím môi, rót cho Phương Chính một ly trà. Hắn chỉ muốn cho ông một bài học, về phần bạc, một phần cũng không thiếu, đó là thể diện của Phương Uyển Chi. Hắn muốn nàng có thể thuận lợi thoải mái lấy mình. 11 tháng 10 năm 2015 23 giờ 46 phút 33 giây, 17 triệu 723 nghìn 717. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Chương 58, bình sinh không hại tương tư. Liên dụ nói, ta cưới nàng. Chỉ ba chữ đơn giản như thế, nhưng hắn lại nói cực kỳ nghiêm túc. Phương Uyển Chi thừa nhận, mấy tháng qua hai người ở chung, nàng vẫn luôn muốn nghe hắn nói vài lời. Có thể là ta thích nàng, có thể là ta yêu nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, ta cưới nàng. Câu nói này còn là lời hứa hẹn lớn hơn cả yêu thương, hứa hẹn cả đời. Hắn không hiểu chuyện tình cảm, từ trước đến nay Phương Uyển Chi vẫn biết, liên dụ muốn cho nàng cả đời của hắn, một mái nhà vì nàng che gió cản mưa. Khắp thế gian này những câu dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như vậy, nhưng hắn lại chưa từng nói một câu, hắn lại nói, ta cưới nàng. Một vẻ mặt thành khẩn đến thế. Phương Uyển Chi ngốc rồi, thậm chí cũng không khóc được, nàng há hốc mồm, như muốn nói gì đó, mà lại không nói được nên lời nước mắt đảo quanh. Nàng chờ câu nói đó rất lâu rồi, lâu đến nỗi nàng nghĩ có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói. Phương Uyển Chi nhìn hắn, nhìn thật chăm chút, rồi dùng sức nhéo lỗ tai người kia, bực bội, sao không nói sớm, chẳng nghĩ đây là lời cầu hôn à, có ai cầu hôn như vậy không? Nước mắt cứ thế chảy ra, nhưng khóe miệng lại không kìm được cong lên, không biết là đang khóc hay cười. Phương Uyển Chi tức chết rồi, mình đúng là một cô nương không biết thẹn thùng dịu dàng gì cả nàng không nói được một câu tâm tình đáp lại động lòng người nàng chỉ biết trong lòng mình rất ấm áp cứ thế khóc loạn lên liên dụ để mặc nàng khóc mặc nàng nhéo cánh tay dài ôm chặt nàng vào lòng hôn lên tóc nàng hắn muốn nói đừng khóc là do ta không biết cách nói chuyện nhưng rồi lại thấy nói vậy thật ra mồm hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt tốt cả đời, kiếp sau nếu nàng vẫn đồng ý ở cùng ta, ta sẽ đối tốt với nàng hơn nữa, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, cho đến khi nằm chung một quan tài. Liên dụ nghĩ tới đó thì khẽ cười, thấy chuyện tình này thực sự quá ngọt ngào, có lẽ chuyến này về phải tìm một vị đạo sĩ làm pháp, để giữ lấy mấy đời sau của Phương Uyển Chi. Phương Uyển Chi tựa vào ngực hắn cảm giác được người nào đó đang cười, nàng cũng cười theo, nhưng rồi lại dương nanh múa vuốt sẵn giọng chàng đắc ý cái gì, ta còn chưa đồng ý đâu. Liên dụ cúi đầu hôn lên môi nàng, môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu rồi hắn mới thở dài một tiếng, có đồng ý hay không cũng là của ta. Hắn yêu cô nương này, bắt đầu từ lúc nào hắn không nhớ nữa. Hắn chỉ biết, nàng là thứ chân quý nhất trên thế gian này của hắn, quý đến mức hắn nguyện ý vất bỏ mọi thứ để đổi lấy nụ cười đó. Liên dụ thích bạc, đã thích 27 năm, nay giờ hắn lại nguyện ý đưa thứ đó cho người yêu thương nhất vuốt ve đầu phương uyển chi hắn nói a đào bạc rất tốt cho nên ta mới thích nó lâu như vậy ta thích kiếm bạc nhưng vẫn thấy nó lạnh như không không có tình vị con người giờ ta dốc hết túi giao hết cho nàng giao cả bản thân ta nữa đều đưa cho nàng hết phương uyển chi ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng có muôn vàn điều muốn nói chỉ tiếc nàng còn chưa cảm động xong, Liên dụ đã nhướng mày thêm một câu. Nếu về sau nàng muốn đánh ta, nhớ đưa cây dao phay lần trước nàng tặng ấy. Lời còn chưa dứt đã bị Phương Uyển chi trừng mắt. Một đám triều thần còn đang nghiêng người hóng chuyện nhìn ngó, khoảng cách cũng khá gần, họ thậm chí còn thấy nhị thế tổ kia bị nàng nhéo tai. Nhưng mà hắn lại còn ôm tai vui vẻ. Đó là một ngày rộn ràng sắc thu rất nhiều người cùng chứng kiến một đôi vợ chồng nhỏ nói chuyện yêu đương không tính là lãng mạn lắm. Hình ảnh đó không có gì đẹp mắt, nhưng lại toát ra vẻ hạnh phúc dạng ngời. Giống như một chén cơm đầy trong cái bát sứ trắng thanh hoa, vô cùng bình thường, nhưng là cả đời gắn bó. Liên dụ và phương uyển chi hòa hảo, quan hệ lại khôi phục lần nữa, tiếp tục gắn bó thân thiết. Vì bì bì đã đi lưu hàng sơn từ sớm, cho nên không biết rõ cuộc chiến kia diễn biến như thế nào, hai người này hồ đồ ra sao. Nhưng mà không thấy cũng tốt, chẳng có gì đẹp mắt. Là một người đi đơn về bóng như hắn, nhìn tận mắt cảnh người ta tình ý, yêu đương thì có gì mà hay. Đặc biệt người đó còn là Liên dụ và Phương Uyển Chi nữa. Trong chuyện này, người bị xâm hại trực tiếp nhất chính là Vương Thủ Tài đã bị ngừng cho ăn thịt đang làm tổ trong lều. Trong khái niệm của nó, làm sao mà hiểu được cái gì là gây gổ, cái gì là hòa hảo, thứ meo meo theo đuổi chính là ăn. Ăn no ngủ kỹ, tỉnh ngủ được liên dụ ôm vào viện phơi nắng. Nhưng mà mấy ngày trước đây tâm tình liên dụ không tốt, nó cố ý rụi rụi vào bên chân hắn, muốn nhảy lên nhưng cơ thể lại quá nặng. Đến khi nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn cây dao phay thì run sợ vo tròn thành một cục, lăn ra ngoài viện, trong bụng lại cảm thán về nhân sinh. Càng về sau, ngay cả phòng nó cũng không chịu vào, bởi vì đi lại giờ rất tốn sức, nó chỉ cần ôm chậu rồi nhảy vào đó ngủ. Đồ ăn thì quả nhiên không ít, nhưng không hiểu vì sao, nó lại thấy rất vô vị, vì không còn Phương Uyển Chi cào nhào, không có nàng cầm sợi dây thường kéo nó đi ra ngoài, nó lại thấy tịch mịch. Lúc Phương Uyển Chi nắm tay liên dụ đi vào, Vương Thủ Tài đang nghiêng người nhàm chán gặm thịt. Cục thịt kia rất lớn, ba bốn lớp vương thủ tài không nhai được, cứ tùy tiện liếm liếm trong miệng. Phương đại cô nương vừa nhìn thấy mặt đã trầm hẳn xuống, nàng chừng lớn mắt đi tới, phát hiện nó lại mập hơn thì mắng thẳng vào mặt liên dụ và vương thủ tài. Sau đó giận dữ đi phòng bếp không cho nó ăn thêm nữa. Trong tiểu viện còn trồng một ít cây hành nước đang phất phơ đón gió, tươi xanh mơn mởn. Vương thủ tài vẫn làm ổ dưới tàng cây, liên dụ nằm tựa lên cái sập bên cạnh cây hoa lê, đôi mắt cùng nhìn về thân ảnh hung dữ đang bận rộn trong phòng bếp cửa sổ phòng bếp nhỏ còn mở bếp lò lạnh ngắt vì nữ chủ nhân trở về mà nổi khói lên lần nữa liên dụ thấy phương uyển chi mặc tạp dề vươn nửa người ra hỏi hắn trưa nay chàng muốn ăn gì có cần tới nha môn không mái tóc mây xõa dài được túm lại bởi một cây châm kết dưới ánh mặt trời trói lọi thanh tú động lòng người liên dụ chống cầm nhìn xem đều là củi gạo dầu muối hắn vẫn ăn hàng ngày nhưng giờ chủ nhân của căn bếp đã về tư vị này sẽ khác trong dĩ vãng hắn nói hôm nay không đi nha môn ta bị bệnh cho người đi nói một tiếng là được rồi sau đó đặt vương thủ tài lên sập nhỏ thấy tên mập kia bực bội kêu lên nàng nấu gì cũng được tuy nàng cả phương uyển chi thấy liên dụ cả người lười biếng nàng vội hỏi bệnh gì liên dụ không trả lời hắn ôm vương thủ tài xoay người trong miệng như đang hừ hừ một khúc gì đó đại khái là có một người xinh đẹp thanh dương uyển này gặp gỡ bất ngờ ta thích này hôm đó ư ừ hử xong thì thấy mình kỳ quặc quá hắn đưa lưng về phía phương uyển chi nói không có bệnh gì hết là không muốn đi thôi bình sinh không hại tương tư vừa gặp tương tư đã tương tư giai nhân đang ở bên cạnh hắn muốn ra cửa mới là lạ đó phương uyển chi nhìn bóng lưng người kia đang xoay xoay vặn vặn tự dưng lại muốn bật cười nàng cắn môi dưới tiện tay ném một quả gì đó ra ngoài còn nằm đó làm gì vào đây giúp ta đi hai người nói chuyện qua khung cửa sổ nàng khúc khích cười vui vẻ như nhặt được bạc trên đường liên dụ vừa nhặt quả kia vừa cắn lại nhìn sang nói với vương thủ tài nhìn thấy chưa nàng đồng ý ở cùng ta đấy. Trả lời hắn là một cái mặt mèo khinh bỉ. Vênh váo cái gì chứ? Liên dụ và Phương Uyển Chi rất thân thiết, hai người cứ thế đóng cửa lại hưởng thụ thế giới của mình, quên luôn ở nhà còn có một Phương Chính đang loay hoay suy tính. Chuyện này phải kể ra là, sau khi Tôn Bà Tử đưa bức tranh cho Phương Chính, ông cảm thấy những gì mình tính toán đều đổ sông đổ biển. Liên dụ là ai chứ, là con trai trưởng của thừa tướng trước kia, là tôn tử của vương gia khác họ, là nhị thế tổ nổi danh kinh thành. Nếu hắn muốn chơi đùa, nữ nhân dạng gì mà không có, sao có thể thích một nữ tử hung dữ như Phương Uyển Chi được? Phương chính tự nhận khuê nữ nhà mình ngoại trừ vẻ bên ngoài ra không có gì vượt trội, trong lòng cũng tự hiểu rõ, may mà quan tam phẩm cũng được lắm rồi. Bức họa vừa lấy về không bao lâu đã được đưa đến tay Lô Văn Miểu. Lô Văn Miểu là thái thường tự thiếu khanh, ngày thường chịu trách nhiệm tế tự ở trong cung, thuộc cùng biên chế với lễ bổ. Tuổi đã hơn 40, đại phu nhân đã chết mấy năm trước, trong phủ còn giữ lại vài phòng thê thiếp. Hắn là người thích mỹ nhân, đặc biệt là các mỹ nhân ngây thơ. Bức họa vẽ Phương Uyển Chi vừa tới tay, hắn đã bị giật nảy mình. Nếu là người Ngọc Trần Phụng Uyển giới thiệu thì sẽ đánh tiếng trước, nhưng mà Phương Chính lại hiểu nhầm ý của Liên Dụ, đương nhiên hắn chưa hề thông báo gì với Lô Văn Miểu. Chỉ là khi nhìn thấy bức tranh, cộng thêm thiếp canh năm sinh tháng đẻ, Lô Văn Miểu cũng động lòng. Trên bức họa là một mỹ nhân vô cùng diễm lệ, hắn vừa nhìn đã ưa, quyết định vì Phương Uyển Chi mà tái giá. Được làm chính phòng, Phương Chính miệng cũng mừng đến mức nở hoa. Thế là hai bên đều được kết quả vừa lòng. Nhưng mà hôm nay Phương Chính lại nghe nói Phương Uyển Chi và Liên Dụ nắm tay nhau trên đường, lòng ông lại đắn đo. Trong lòng tự nhủ, hai người kia rốt cục là có quan hệ hay không vậy? Nếu thân thiết như thế, tìm khắp đại yển cũng không có người con rể nào hiển hách hơn Liên Dụ được. Chỉ là trong lòng ông lại suy nghĩ đến một chuyện, sự thực và nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ai mà biết Liên Dụ có cưới Phương Uyển Chi hay không? nếu không cưới thì còn không bằng gà cho lô văn miểu phương chính vừa đi vừa cân nhắc lợi hại đi quanh sân đến mỏi cả chân nhưng đúng lúc đó lô văn miểu lại tìm tới phương phủ vài ngày đây bệnh thấp khớp của hắn lại tái phát đi đường cũng không thoải mái cho nên đã dâng sớ xin nghỉ hai ngày vì vậy mà không hề biết đến chuyện sau khi hạ chiều ngày hôm đó hôm nay hắn đến là để cầu hôn thuận tiện gặp mỹ nhân trong bức họa Phương Chính vừa nghe nói người này đến thì đâu dám thất lễ, vội bưng trà dâng nước mời Lô Văn Miểu vào nhà. Nhìn gương mặt nếp nhăn chằn chịt đó, trên trán có bốn nếp gấp, bụng cũng phình cả ra, còn già hơn cả tuổi thật. Hai người ngồi trong sảnh uống trà, mỗi người một suy nghĩ. Lô Văn Miểu muốn gặp Phương Uyển Chi, Phương Chính lại không tìm thấy Phương Uyển Chi. Nhưng mà thực ra Phương Chính cũng không muốn tìm, nếu nàng thành đôi với liên dụ thật ông còn cần cái tên Lô Văn Miểu này làm gì?" Hai người trò chuyện với nhau một lúc, Phương Chính thì liên tục thoái thác, nói Phương Uyển Chi đang đọc sách ở hậu viện, sức khỏe không được tốt, cho nên không gặp khách được, sợ nhiễm bệnh cho Lô đại nhân. Lô Văn Miểu đã đến đây một chuyến, sao thể không nhìn được cả vạt áo của mỹ nhân, trên mặt cũng thấy vẻ bất mãn, nói tiếp hắn cũng lười, cứ thế nhấc chân tới hậu viện. Bổn quan nói muốn gặp thì nàng phải đi ra cho ta xem nói mấy thứ này với ta làm gì hắn ta xem thường gia đình phương chính phú hộ thương nhân thì cũng vẫn phải nhìn sắc mặt quan triều đình hắn lại là quan tam phẩm kinh thành thân phận như thế mà còn không gặp được nữ tử sao phương chính thấy lô văn miểu lạnh mặt hai bàn tay đưa ra nhưng cũng không dám kéo hai người xô xô đẩy đẩy vô cùng lúng túng đúng lúc đó có một bàn tay trắng nõn vén rèm lên hé lộ gò má thanh tú của nữ tử, hình như đang quay đầu nói gì đó với người phía sau, khi nàng quay lại nhìn thấy tình huống trong phòng cũng ngẩn ra. Phương Chính nhìn thấy Phương Uyển Chi trở lại, tức không biết đánh vào chỗ nào, trong lòng rủa thầm, ngươi về lúc này làm gì, ta còn chưa biết chuyện của người bên kia thế nào đâu. Lô Văn Miểu đã vội xải bước ra nghênh đón, hắn nói liền một mạch, ơ, ờ, đây là Phương cô nương phải không, thật tốt quá, đúng là mỹ nhân như tranh vẽ, phương chính, khuê nữ của ông đẹp tựa Thủy Linh, thật sự quá tuyệt. Câu nói kế tiếp còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng, Lô Văn Miểu suýt nữa thì cắn luôn vào đầu lưỡi. Bởi vì hắn nhìn thấy liên dụ từ phía sau đi tới, trên người vẫn là bộ quan bào màu hồng còn chưa thay ra, lười biếng đảo mắt qua một cái, hắn đã sợ không dám nói câu nào. Sau lưng liên dụ là mười mấy cấm vệ, hàng hàng ngũ ngũ đi vào, là phái đoàn của quan nhị phẩm phương chính ngơ ngẩn cả người nhưng cũng vội vàng cho người trong phủ rót trà lên mời liên dụ liên dụ nhận lấy uống một ngụm lại đưa mắt nhìn lô văn miểu hỏi chuyện gì thế lô văn miểu giận cũng không dám phát ra ngoài khúm núm run tay áo hắn cực kỳ sợ liên dụ bởi vì đã từng bị đánh cho nên hắn cũng biết rõ thủ đoạn của tên này ngay cả hữu tướng trương tư trung cũng không dám đắc tội với người này đâu tới lượt hắn chứ trên mặt hết sức khiêm tốn hắn hành quan lễ xong thì nói với liên dụ bẩm đại nhân hạ quan hạ quan đến là để cầu thân cầu thân liên dụ nhếch môi như cười như không hỏi cầu thân với ai lô văn miểu không biết vì sao lại thấy sống lưng lạnh toát ngay cả xương sống cũng cứng ngắc hắn run rẩy chỉ vào Phương Uyển Chi. Là cầu khuê nữ của Phương Chính. Liên dụ gật gật đầu, kéo Phương Uyển Chi ngồi xuống bên cạnh mình. Lướt mắt nhìn thấy tên nô tài ở đằng kia đang cầm bức tranh đối chiếu với Phương Uyển Chi. Ngón trỏ vung ra, một sợi tơ rất mảnh chuẩn xác cuộn bức tranh lại kéo về phía mình. Đặt chén trà xuống, hắn nói với cấm vệ bên cạnh, đưa lô đại nhân ra ngoài học quy củ. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 60, gọi ra ra của ngươi tới. Lúc Liên dụ mang binh đến, đương nhiên không phải là vì xét nhà, cũng không phải vì lô văn miểu, mà là muốn dọn nhà đưa Phương Uyển chi đi. Hắn muốn nàng về ở Ngọc Trần Phụng Uyển. Mặc dù cũng không có tâm tư gì xấu, nhưng hắn vẫn muốn ngày ngày ở cùng nàng, tới lúc xuất giá thì về nhà mẹ đẻ ở vài ngày là được. Nhưng mà hắn cứ tự quyết còn chưa thương lượng với Phương Uyển Chi, hành động y như thổ phỉ. Phương Đại Cô Nương vừa cắn hạt dưa vừa vuốt ve Vương Thủ Tài, nghe hắn nói nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Chuyện này không hợp lễ nghi. Lần này Phương chính bị liên dụ làm cho giật mình bể mật hoàn toàn, nhưng dù không bị hoảng ông cũng sẽ không ngăn cản. Vừa nghe hắn nói ông còn dẫn đầu tiên phong hướng về phía nội viện. Nhưng mà vừa tới thì Lô Thúy Hoa đã đi từ bên trong ra. Lô Nhị nương từng là vũ cơ yến kinh, sau khi gả cho Phương Chính mới được sống cuộc sống của thiếu nãi nãi vài năm qua, vốn không hiểu biết gì nhiều. Hôm nay liên dụ mặc quan phục đến, Lô Thúy Hoa cũng biết cô nương nhà mình sẽ gả cho một người làm quan. Nhưng bà không biết quan cao quan thấp, cũng không biết nhìn áo quan bào, chỉ nghe nói Phương Chính không hài lòng về hôn sự này lắm ghét bỏ người ta không có thực quyền, cho nên bà nghĩ quan này cũng không phải lớn. Lô Thúy Hoa không tính là điệu bộ, sau khi vào phương trạch luôn biết kiềm chế bản thân, cũng thường dạy bảo phương uyển chi phải có phong thái tiểu thư khuê các. Mặc dù những năm này nói tới khóc lui rất nhiều lần, nhưng thật lòng vẫn đối xử với nàng rất tốt. Vừa thấy các lão gia nối đuôi nhau vào viện, bà vội cầm lấy khăn che mặt. Sau đó bà lại thấy không đúng, bởi vì phương chính còn đi theo bọn họ mà bà nhìn sang liên dụ một chút đúng là khá đẹp mắt tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế lại rất tốt bà nói xin hỏi vị quan gia này là người đếm kết thân à liên dụ biết phương uyển chi còn có một vị nhị nương bình thường cũng hay chăm sóc nàng giờ thấy người phụ nhân kia thì đoán là lô thúy hoa hắn gật đầu đáp đúng thế lô thúy hoa hỏi lại vậy ngài mang theo cấm vệ đến hậu trạch để làm gì? Liên dụ truyền đạt lại ý tứ của mình một lần. Ngay sau đó, Lô Thúy Hoa liền trở mặt. Đúng là trở mặt thật, bà buộc khăn tay vào eo. Hồ đồ! Có người nào hôm nay tới cầu thân mà dám mang cô nương nhà người ta đi không? Cha ngươi đâu? Liên dụ nói, mất rồi. Nương đâu? Cũng mất rồi lô thúy hoa vừa nghe đã thấy đứa bé này thật đáng thương nhưng quy củ vẫn là quy củ bà nhíu lông mày lại nói thế người lớn nhất trong nhà ngươi còn khỏe mạnh là ai liên dụ trả lời ông nội của ta thế thì mới lão ra tới đây một chuyến liên dụ có phần mơ màng chưa thấy phụ nhân nào giữ như vậy lô thúy hoa bước vài bước đến cạnh hắn của trách như mắng hải tử nhà mình chưa từng cưới hỏi hả? Nhìn ngài cũng vừa qua hai mươi đúng không? Ta nói với ngài này, chuyện như vậy không thể đi một mình được, trưởng bối trong nhà, trong tộc phải tới gặp trước, dù là ai cũng phải tới. Lúc cầu thân phải vậy thì cô nương nhà chúng ta mới gả đi, nếu không truyền ra ngoài sẽ hủy hết thể diện cô nương nhà người ta. Ngài phải mang ra ra nhà mình tới, xem bát tự, đưa tam thư lục lễ tới, đó là quy củ, biết chưa? liên dụ định nói cho Lô Thúy Hoa biết, tam thư lục lễ hắn sẽ không kém, hôm nay đến là để đưa Phương Uyển Chi đi. Nhưng Lô Thúy Hoa nói vậy cũng có đạo lý, nhất thời hắn hiếm khi im lặng. Phương Chính cũng ngốc rồi, bị dọa đến ngốc, ông không nghĩ Lô Thúy Hoa lại mù mắt như vậy, dám khoa tay múa chân với quan nhị phẩm. Còn chưa phản ứng được Lô Thúy Hoa đã kéo Phương Uyển Chi và Liên Dụ tới cào nhào. Trường bối chúng ta sẽ không làm khó các con, về sau vợ chồng son phải tự sống qua ngày, nhưng ta cũng còn phải tới giúp. Sau này Uyển Chi sinh con, ta phải tới chăm nó chứ sao? Bà đỡ cũng không tốt bằng nương đâu, còn cả chăm sóc Uyển Chi trong tháng nữa. Thúy Hoa, Phương Chính vội bước qua. Không được vô lễ với Liên đại nhân. Bà có hiểu quy củ không hả? Người ta là hộ bộ thượng thư, ai cho phép bà dạy dỗ? hộ bộ thượng thư biết cách nghỉ dưỡng trong tháng sau. Lô Thúy Hoa theo bản năng hỏi lại một câu, sau khi nói xong lại ngẩn người một lúc. Hộ bộ thượng thư, hình như là chức quan rất lớn nhỉ. Bà lại nhìn mặt liên dụ. Nó còn trẻ mà. Bà rỗi tay nói tiếp. Ngài làm quan lớn, phải lo nhiều chuyện, nhưng cũng không thể phụ khuê nữ nhà ta. Đừng tưởng nha đầu kia ngày thường tùy tiện, thực ra con bé thận trọng lắm. Phương chính muốn đánh người rồi, nhưng ông lại thấy liên dụ đứng thẳng lắng nghe, dáng vẻ hết sức khiêm tốn. Lô Thúy Hoa cảm giảm nhiều như vậy, hắn lại không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Phương chính cũng không biết phải nói gì nữa, nhìn ba người kia thân thiết đứng đó, trong lòng lại thấy rất lạ. Ông cũng là cha ruột của Phương Uyển Chi, khuê nữ xuất giá, ông lại như người ngoài cuộc còn những thứ lễ hỏi quý báu kia ông nhếch khóe miệng lên dường như đã ngẫm ra rất nhiều điều trước kia không rõ cả đời nương của phương uyển chi cũng không hề đợi ông chỉ tâm niệm một tên tú tài nghèo kiết hủ lậu phương chính rất chán nữ nhân đó cho nên cũng thuận theo bà để bà làm ni cô gõ mõ còn phương uyển chi ông cũng không thích lắm nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt ông cảm thấy mình già đi rất nhiều rồi lùi về phía sau hai bước ông đụng phải con mèo mập liên dụ mang theo. Mèo mập híp mắt, chân trước đứng thẳng, cái móng vuốt béo tròn béo chịch. Phương Chính ngồi xổm xuống định sờ cái đầu nó hai cái, thế mà lại bị cào. Nhìn ba vết xước chảy máu rõ ràng, kèm theo là ánh nhìn của thủ tài đại nhân, người dám sờ đầu chẫm. Ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. Lô Thúy Hoa muốn liên dụ gọi ra trưởng đến, liên các lão vội gửi một phong thư đến lão gia đang ở đất phong viết cũng không dài đơn giản báo cho gia gia của mình một tiếng cháu muốn thành thân người nhà mẹ đẻ muốn mời ông tới một chuyến nếu không thì không cho cưới về phần cưới ai tính tình thế nào lại không đề cập một chữ đêm đó lão gia tử nhận được tin thì vội ngồi xe ngựa vào kinh nghĩ tới chuyện gặp mặt thằng cháu kia không thể không chửi nó một trận liên dụ 27 tuổi hiếm khi nghe lời Lô Thúy Hoa, xử lý từng việc trước khi cưới. Hắn cảm thấy phụ nhân này rất tốt, hắn thành thân với Phương Uyển Chi, cho nên cũng rất chào đón bà. Nhưng mà cũng chỉ chào đón mấy ngày, sau đó lại không muốn gặp. Bởi vì Lô Thúy Hoa không để cho hắn và Phương Uyển Chi gặp mặt, bà nói trước khi đính hôn, không gặp mặt cũng là cần thiết. Liên dụ liên tiếp mấy lần tới phương phủ đều bị giữ ở ngoài về sau liên đại nhân không đi cửa lớn nữa, hắn leo tường, kết quả là bị Lô Thúy Hoa cầm cái chén đứng dưới chân tường chờ bắt được. Bà nói, chuyện này không hợp phép tắc, không hợp quy củ tổ tông, nếu hôm nay ngài nhất định muốn vào gặp khuê nữ nhà ta, thì cứ đạp qua xác Lô Thúy Hoa này đi. Lô Thúy Hoa 12 tuổi bị bán lên thuyền hoa làm vũ cơ, hát rong bán rẻ tiếng cười, chua sót đến mức nào thì không cần phải nói, bà luôn mong muốn kiếp sau đầu thai làm người trong sạch là một cô nương có thể diện. Giờ còn chưa tới kiếp sau, cho nên theo bản năng bà xem Phương Uyển Chi thành kiếp sau của mình. Ngay cả mặt cũng không cho liên dụ nhìn một cái. Nhưng mà người ta khi tâm niệm một điều sẽ khó tránh khỏi cố chấp. Liên đại nhân thật rất muốn đánh một trường cho bà hôn mê, nhưng dù sao cũng là nhạc mẫu tương lai, làm thể thì không được tốt lắm hắn nhíu mày nhìn bà một lúc lâu rồi nhảy tường đi về. Phương Uyển Chi đứng bên khe cửa lặng lẽ nhìn xem, thấy hắn bị ăn quả đắng thì suýt nữa bật cười. Mấy ngày nay Phương Đại Cô Nương cũng không thuận lợi cho lắm. Bởi vì đồ cưới nhà mẹ đẻ có một bức tranh do cô nương tự theo. Áo gối và mũ đều phải theo một đôi uyên ương. Đây là tục lệ trong kinh, với các cô nương khác mà nói, chuyện này chỉ đơn giản như gấp thức ăn, múc cơm mà thôi, nhưng mà với Phương Uyển Chi lại khó như bắc thang lên trời. Đầu ngón tay bị kim đâm đến chảy cả máu mà đôi uyên ương vẫn không ra hình dáng. Lô Thúy Hoa nói, cái kia là con gà hay chim thế, theo lại lần nữa. Phương Uyển Chi biện minh, uyên ương cũng là thứ ngụ ý mà thôi, con chim này cũng có ngụ ý mà. Nhị nương nhìn xem, hai con thủy điểu bay trên sông, trên đầu màu trắng, như thể bạc đầu dai lão đầu của Phương Uyển Chi bị Lô Thúy Hoa đánh đến hoa cả mắt. Theo lại lần nữa, ánh trăng chiếu xuống bóng cây, tạo ra từng hình thù loang lổ. Phương Uyển Chi vẫn còn so tài với hai con thủy điểu. Thanh liễu tới gần cắt tâm đèn cầy, vừa nhìn vừa tặc lũi. Tiểu thư, đây là ngỗng mà. Phương Uyển Chi khinh thường thưởng thức của mấy người này, không thèm chấp nhặt, vừa đưa kim lên lại đâm một cái vào đầu ngón tay nàng tập mãi cũng quen lắc tay một cái rồi phất phất ý bảo thanh liễu ra ngoài nàng thừa nhận khả năng theo thùa của mình không tốt nhưng ai mà hoàn mỹ được giống như việc khóc lóc om sòm nàng dám nói cả kinh thành không ai qua mặt được nàng đâu trong xương phòng của phương uyển chi không có sập nhỏ ngày thường tướng ngủ của nàng cũng tốt nằm xuống sẽ không lộn xộn cho nên cũng không giống những tiểu thư nhà khác phải có nha hoàn gác đêm Thanh Liễu từ khi ở bên cạnh nàng đều ngủ trong gian cách vách. Mấy ngày này nàng liên tục thức đêm thêu tranh cho nên nàng ấy thỉnh thoảng lại mang thoại bàn tới, nói chuyện cho vui. Ánh nến sáng rõ đột nhiên có một bóng người bước vào, đúng lúc Phương Uyển Chi đang theo mắt của con Uyên Ương. Hai con vật này vẫn không có hình dạng gì, cho nên đến mắt cũng như cái ô cửa sổ. Nàng có phần nhột chí, bèn quy hết lên người thanh liễu, đừng cản ánh sáng của ta nữa, mắt theo không đẹp rồi này. Người phía sau nhìn một lúc rồi nghiêm túc hỏi, nàng theo giày làm gì? Giọng nói réo rắt trầm thấp. Tay Phương Uyển Chi lại đâm lên lần nữa, chích vào đầu ngón tay. 12 tháng 10 năm 2015 23 giờ 46 phút 36 giây, 17 triệu 762 797. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn